Một trong những câu hỏi mở về sinh học vũ trụ là liệu có sự sống ở đâu đó trong hệ mặt trời nữa không? Hai nhà vật lý thiên văn học người Mỹ, ông Avi Loeb ở trường đại học Harvard và ông Jason Wright ở trường đại học bang Pennsylvania đều tìm cách trả lời câu hỏi này. Ông Loeb cho rằng những cổ vật công nghệ từ những nền văn minh đến từ bên ngoài hệ mặt trời có thể tồn tại đâu đó trên mặt trăng đủ nhiều để nói lên rằng chúng tôi tồn tại. Ông Wright, một thành viên của Trung tâm các ngoại hành tinh và thế giới có sự sống, đã tiến hành nghiên cứu và nhận định một loài sinh vật có trình độ công nghệ đã tồn tại trong hệ mặt trời trước khi loài người xuất hiện trên trái đất. Năm 2016, ông đã tập hợp và trình bày nghiên cứu của mình nói về nguồn gốc và địa điểm những kỹ thuật tín hiệu của một nền văn minh như vậy, trong khi các nhà thiên văn học khác tìm kiếm ánh sáng từ các vật thể trong vành đai Kuiper có thể là đèn hiệu cho biết sự tồn tại của các công nghệ ngoài trái đất hay chính là các nền văn minh khác ngoài trái đất. Nguồn gốc và địa điểm của những kỹ thuật tín hiệu của một sinh vật có trình độ công nghệ có thể đã từng xuất hiện trên chính trái đất thời cổ đại hoặc trên một hành tinh nào khác như trên sao Kim trước khi nó là hành tinh khí nhà kính như ngày nay hoặc trên sao Hỏa khi nó còn có nước. Trong trường hợp sao Kim, sự xuất hiện của khí nhà kính và biến đổi bề mặt có thể đã xóa sạch mọi bằng chứng của sự tồn tại của nền văn minh đó trên bề mặt hành tinh này. Trong trường hợp của trái đất, sự bào mòn và sau đó là kiến tạo địa tầng có thể cũng đã xóa đi hầu hết các bằng chứng nếu loài sinh vật đó đã sống cách đây 1 tỷ năm. Những kỹ thuật tín hiệu bản địa còn lại có thể đã vô cùng xưa cũ, khiến cho việc tìm kiếm địa điểm tồn tại của chúng trở nên rất khó khăn nếu chúng có còn lại ở bên dưới lớp bề mặt của sao Hỏa và mặt trăng hoặc nơi nào khác trong hệ mặt trời. Ông Wright quả quyết rằng câu trả lời hiển nhiên nhất là biến cố địa chất mà truyền thuyết gọi là cơn đại hồng thủy, cho dù nó là một sự kiện của thiên nhiên như là một vụ va chạm thiên thạch ở cấp độ hủy diệt hay sự kiện tự thân như là thảm họa khí hậu toàn cầu đi nữa. Trong trường hợp đó, là một loài sinh vật du hành không gian từ bên ngoài đến định cư trong hệ mặt trời, thì sự kiện biến cố đó chỉ vĩnh viễn xóa sổ loài sinh vật này. Nếu có rất nhiều thảm họa ở khắp hệ mặt trời diễn ra liên tục, gần như cùng một lúc, một loạt các sao chổi hoặc chiến tranh giữa các hành tinh chẳng hạn, hoặc nếu việc định cư đó không đủ thỏa mãn cho loài sinh vật này. Một khả năng khác là đã có một vụ nổ tia gamma hay siêu tân tinh gây ra thảm họa trong toàn bộ hệ mặt trời. Từ quan điểm khoa học thuần túy, ông Wright cho rằng đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý khi đặt vấn đề liệu sự sống có thể đã hay đang tồn tại ở nơi nào khác trong hệ mặt trời hay không. Trong một bài báo khoa học năm 2019, nhà vật lý thiên văn học Loeb cùng đồng nghiệp đã trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn rằng có. Các tác giả nói đến việc tìm kiếm trên bề mặt mặt trăng các vật thể liên sao qua thời gian có thể đã đem đến đây những mầm sống từ những môi trường có sự sống khác trong vũ trụ. Trong bài Mặt trăng là lưới đánh bắt sự sống ngoài trái đất, ông viết việc mặt trăng không có khí quyển đảm bảo cho những người đưa tin này chạm được đến bề mặt mặt trăng mà không hề bị bốc cháy. Bên cạnh đó, mặt trăng không có hoạt động địa chất, chứng tỏ những bằng chứng trên bề mặt sẽ được bảo tồn mà không bị pha trộn với vật chất nằm sâu bên dưới. Như một hộp thư tự nhiên, bề mặt mặt trăng thu thập tất cả những vật thể rơi xuống trong vài tỷ năm về trước, phần lớn những lá thư này đến từ bên trong hệ mặt trời. Hoặc có thể một nền văn minh liên sao đã hủy diệt nền văn minh trên sao Hỏa. Một nhà vật lý Mỹ tuyên bố một nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa có thể đã bị xóa sổ sau cuộc tấn công hạt nhân của một chủng tộc người ngoài hành tinh khác. Ông cũng cho rằng trái đất có thể là đích nhắm tiếp theo của những kẻ gây hấn ngoài hành tinh. Giả thuyết trên của tiến sĩ John Brandenburg, một chuyên gia vật lý plasma, đã thu hút sự chú ý của đông đảo học giả tham dự hội nghị thường niên mùa thu 2014 của Hiệp hội Vật lý Mỹ, khai mạc tại Illinois. Tiến sĩ Brandenburg cho rằng các giống người cổ đại trên sao Hỏa, gọi là người Sidonian và người Utopian, đã bị thảm sát trong vụ tấn công hạt nhân của một chủng tộc người ngoài hành tinh khác. Bằng chứng về sự diệt chủng này hiện vẫn có thể nhìn thấy rõ. Vào năm 2011, ông Brandenburg lần đầu tiên phỏng đoán rằng màu đỏ trên sao Hỏa có thể bắt nguồn từ một vụ nổ nhiệt hạch xảy ra tự nhiên. Ông phát biểu trên kênh Fox News, vào thời điểm đó, bề mặt sao Hỏa được bao phủ trong một lớp các chất phóng xạ mỏng, kể cả uranium, thorium và potassium phóng xạ. Lớp phóng xạ này phát tỏa từ một điểm nóng trên sao Hỏa. Một vụ nổ hạt nhân có thể đã thổi tung các mảnh vụn khắp hành tinh này. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Brandenburg đã phát triển giả thuyết của mình tới mức ông hiện không còn nghĩ
Đó là một vụ nổ xảy ra tự nhiên, mà là vụ tấn công được lên kế hoạch của một chủng tộc người ngoài hành tinh thông minh. Theo trang Vice, kết luận công trình nghiên cứu mới nhất của ông Brandon Buck là các chất đồng vị hạt nhân trong bầu khí quyển, giống các vụ thử bom khinh khí, có thể biểu trưng cho ví dụ về nền văn minh bị một vụ tấn công hạt nhân từ ngoài không gian xóa sổ. Nghiên cứu của chuyên gia vật lý này tập trung vào nồng độ xenon 129 cao trong bầu khí quyển sao hỏa, lượng uranium và thorium cao trên bề mặt hành tinh đỏ mà tàu thám hiểm ADC của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phát hiện được. Các nhà khoa học khác trước đây từng chỉ ra rằng sự hiện diện của những nguyên tố trên không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng là các nguyên tố tự nhiên được phát hiện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tiến sĩ Brandon Buck quả quyết chúng là phần còn sót lại của hai vụ nổ hạt nhân trên bề mặt. Ông Brandon Buck biện luận sao hỏa từng có bầu khí quyển giống trái đất, thích hợp cho sự tồn tại của cả thực vật và động vật. Bất kỳ sự sống thông minh nào cũng sẽ đạt mức phát triển như của người Ai Cập cổ đại trên trái đất. Kết luận này rút ra từ phân tích của ông đối với hai khu vực trên sao hỏa là vùng Cydonia, nơi từng xuất hiện cái gọi là khuôn mặt trên sao hỏa nhưng đã bị bác bỏ, và một vùng có tên gọi Galaxia Skias. Tiến sĩ Brandon Buck nhấn mạnh giả thuyết của ông có thể lý giải nghịch lý Fermi về lý do tại sao vũ trụ dung chứa nhiều thế giới có sự sống khác nhưng chúng ta vẫn chưa tiếp cận được. Mặc dù vậy, ông cảnh báo chúng ta cần phải đề phòng một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh vào trái đất, cũng như cần gấp rút thực hiện một sứ mệnh đưa người lên sao hỏa để biết chúng ta đã sẵn sàng ứng phó tới đâu. Theo chuyên gia UFO Nigel Woodson, tiến sĩ Brandon Buck không phải là người đầu tiên nhận định sao hỏa từng trải qua các vụ thảm sát bằng bom hạt nhân. Ông nói, các câu chuyện như thế này cùng nhiều biến thể của chúng phản ánh quan điểm rằng hệ mặt trời của chúng ta đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các chủng tộc người ngoài hành tinh. Mặc dù giả thuyết của ông Brandon Buck có vẻ đáng tin cậy, nhưng nó phần lớn vẫn là phỏng đoán dựa vào nhận thức của chúng ta ngày nay về sức mạnh của vũ khí hạt nhân và nỗi sợ hãi của chúng ta về việc lạm dụng nó. Đây là một lời cảnh báo rằng chúng ta có thể làm điều tương tự đối với chính hành tinh của mình. Nó cũng làm nổi bật niềm tin của nhiều nhà khoa học rằng chúng ta không phát hiện sự sống thông minh ở những nơi khác trong vũ trụ vì vào thời điểm nào đó, các nền văn minh sẽ tuyệt diệt thông qua thảm họa hoặc quá trình tự diệt vong, tức nền văn minh đó tự hủy diệt chính mình.